tập hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách setup và thu âm set nhạc trên Rekordbox. Với phiên bản 6 lần này thì việc setup thu âm nó sẽ khác với lại Rekordbox 5 một tí các bạn. Nhưng ở đây thì chúng ta sẽ không được mở khóa tính năng Rekord ngay từ đầu khi sử dụng bản free, nên chúng ta sẽ có hai cách để bỏ khóa tính năng này. Và đầu tiên là mình sẽ bỏ khóa tính năng này bằng hardware unlock khi các bạn kết nối với một thiết bị Pioneer. Còn cái máy mình đang cắm vào thiết bị DJ 200 thì nó sẽ hiện ra bảng thông báo, và như các bạn đã thấy thì phần record của chúng ta đã được mở. Và cách thứ hai chúng ta có thể mở khóa tính năng này đó là các bạn có thể đăng ký sử dụng các plan subscription của Rekordbox, bao gồm từ bản core trở lên là chúng ta sẽ được mở khóa tính năng record. Và mình còn một tip để giúp các bạn có được phần âm thanh cho phần record có thể ra tốt nhất, thì các bạn có thể vào phần mixer và chỉnh phần headroom của mình về non. Nó sẽ giúp cho khoảng record của các bạn có được âm thanh tốt nhất.